tập đoàn Intel, khởi nguồn của những công nghệ tiên tiến. Tổng thống Mỹ Biden vừa có chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam trong hai ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023. Ngay trong ngày đầu tiên đến Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden sau lễ đón chính thức, công bố Việt-Mỹ xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Quan hệ Việt-Mỹ được bình thường hóa từ tháng 7 năm 1995 và nâng cấp lên đối tác toàn diện tháng 7 năm 2013. Nhân chuyến công du của ông Biden tới Việt Nam, các tập đoàn lớn của Mỹ như Intel, Amkor, Marvell, Google và phía Việt Nam là VNG, VinFast, BRG, FPT, Momo đã có buổi trao đổi đầu tư quan trọng. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Intel cùng với các tập đoàn lớn của Mỹ như Amkor, Marvell, Google đã tham dự cuộc họp kinh doanh với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ngày 11 tháng 9 năm 2023. Nội dung cuộc họp này là nhằm tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chip. Đây được coi như là một phần trong chiến lược lớn của Washington nhằm giảm thiểu rủi ro. Trong các doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam, đáng chú ý nhất chính là Intel, tập đoàn công nghệ lớn, dẫn đầu thị trường thiết bị điện tử hiện nay, được mệnh danh là ông hoàng công nghệ sản xuất chip. Intel cũng đã gắn bó tại Việt Nam gần 20 năm và có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tập đoàn Intel trong video sau đây nhé! Sự ra đời của Intel. Tập đoàn Intel, Integrated Electronics, được thành lập vào ngày 18 tháng 7 năm 1968 tại Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Đồng sáng lập thương hiệu là nhà hóa học kiêm vật lý Gordon Moore và Hubert Noyce. Họ thành lập sau khi rời khỏi công ty sản xuất linh kiện bán dẫn Fairchild Semiconductor. Ban đầu, Noyce là tổng giám đốc và Moore là giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của Fairchild Semiconductor. Tuy nhiên, do bất đồng với ban lãnh đạo tập đoàn nên cả hai đã quyết định rời khỏi Fairchild Semiconductor để ra thành lập công ty riêng. Trước khi đóng góp vào việc thành lập Fairchild Semiconductor, Noyce và Moore đã cùng thành lập công ty bán dẫn Shockley Semiconductor. Do đó, hai ông rất tự tin rằng có thể tiếp tục tạo dựng một công ty khác. Mỗi người đóng góp 250.000 đô la Mỹ và kêu gọi đầu tư thêm 2,5 triệu đô la Mỹ để thành lập nên công ty mang tên NM Electronics. Lúc đầu hai ông định đặt tên cho công ty của mình là Moore Noyce, ghép tên của hai ông. Tuy nhiên, cái tên này phát âm giống như Moore Noyce, ồn ào hơn. Đối với một công ty điện tử thì tên này quả thật không ổn nên hai ông quyết định lấy những vần đầu của hai từ Integrated Electronics, điện tử tích hợp, trở thành từ Intel. Tuy nhiên, cái tên này đã có chủ, đó là tên của một tập đoàn khách sạn. Do đó, hai ông phải mua lại bản quyền cái tên này vào cuối năm 1968. Kể từ đó, cái tên Intel bắt đầu xuất hiện. Dấu mốc vàng son. Thay vì sản xuất các bóng bán dẫn để cạnh tranh với công ty cũ, Intel nghiên cứu chế tạo các chip điện tử dùng cho máy tính. Ngày 15 tháng 11 năm 1971, Intel đã cho ra mắt bộ vi xử lý 4004 nổi tiếng. Việc ra đời bộ xử lý này đã đặt một dấu mốc quan trọng cho kỷ nguyên máy tính hiện đại. Một số ý tưởng cốt lõi từ bộ xử lý này cho đến nay vẫn còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của thế giới công nghệ, chẳng hạn như dữ liệu đám mây cho đến điện toán biên. Có người từng nói rằng không có con chip này, có thể chúng ta vẫn đang chơi thẻ bài hoặc dùng bồ câu đưa thư, thay vì các máy chơi game đồ họa cao cấp cầm tay và thư điện tử, email. Ông Pat Gelsinger, tổng giám đốc điều hành của Intel từng chia sẻ, năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày con chip 4004 ra mắt. Hãy cùng nhìn lại những thành tựu mà chúng ta đã gây dựng trong vòng nửa thế kỷ qua. Khoảnh khắc này thật sự rất quý giá đối với giới công nghệ, và đây chính là lý do tại sao điện toán trở nên phát triển như hiện nay. Ngược dòng thời gian về năm 1969, hãng Nippon Calculating Machine Corporation đã tiếp cận Intel để thiết kế một bộ vi xử lý cho máy tính Inbusicom 141PF, một mẫu máy tính cầm tay tích hợp máy in hóa đơn. Kỹ sư Federico Faggin của Intel và đội ngũ của ông đã điều chỉnh các kế hoạch ban đầu cho 12 chip tùy chỉnh và thiết kế một bộ 4 chip, bao gồm cả CPU 4004, để đáp ứng thách thức này. Cuối cùng, 4004, với kích thước nhỏ như ngón tay, đã ra đời để cung cấp hiệu năng điện toán ngang bằng với công suất của một chiếc máy tính có kích cỡ bằng cả căn phòng, được chế tạo lần đầu vào năm 1946. Stan Marrow,
nhà đồng thiết kế chip 4004, từng nhận xét con chip 4004 quá cách mạng đến nỗi Intel phải mất đến 5 năm mới có thể huấn luyện cho các kỹ sư về cách xây dựng các sản phẩm mới dựa trên các bộ vi xử lý đó. Cuối cùng, Intel đã rất thành công trên hành trình này. Intel 4004 là bộ vi xử lý tiên phong. Và chính thành công của sản phẩm này đã chứng minh rằng việc tạo ra các mạch tích hợp phức tạp và lắp chúng trên một con chip có kích thước nhỏ cỡ ngón tay là hoàn toàn có thể. Không ngừng vươn xa. Sau thành công vang dội với bộ xử lý 4004, các kỹ sư của tập đoàn đã nghiên cứu bộ vi xử lý của Intel ngày càng nhỏ gọn hơn, có tốc độ nhanh hơn và rẻ hơn. Năm 1972, bộ xử lý 8008 ra đời với hiệu năng mạnh gấp đôi bộ xử lý 4004. Chip 8008 được sử dụng trong máy tính Mac 8 dành cho gia đình. Năm 1974, bộ xử lý 8080 ra đời, sử dụng cho các máy tính cá nhân, trở thành bộ não của thiết bị. Tới năm 1978, bộ xử lý 8086 và 8088 trở thành đầu não quan trọng của các máy tính IBM đầu tiên. Năm 1986, bộ xử lý 286 là CPU đầu tiên có thể chạy trên tất cả các phần mềm. Cho đến hiện nay, tập đoàn Intel đã cho ra đời nhiều dòng chip xử lý Intel thế hệ tiếp theo và không ngừng cải tiến về hiệu suất. Với lịch sử phát triển lâu dài, Intel phát triển nhiều dòng CPU với hiệu suất cao hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn. Cụ thể, các dòng chip máy tính Intel phổ biến hiện nay đang có trên thị trường, bộ xử lý Intel Pentium, bộ xử lý Intel Celeron, bộ xử lý Xeon, bộ xử lý Intel Core i. Cuối năm 2022, Intel đã bắt tay với Google Cloud của Alphabet Inc. để phát triển loại chip mới. Con chip này được gọi là Mountain Event và sẽ được bán cho cả những doanh nghiệp khác ngoài Google. Intel hy vọng con chip này sẽ trở thành một sản phẩm chủ lực trên thị trường điện toán đám mây đang bùng nổ. Chip Mountain Event được Google và Intel gọi là đơn vị xử lý cơ sở hạ tầng, IPU, tách các tác vụ như thiết lập máy ảo và đưa dữ liệu khách hàng đến đúng vị trí ra khỏi những tác vụ điện toán chính và giúp tăng tốc độ xử lý. Việc này cũng giúp đảm bảo an toàn cho các chức năng trước sự tấn công của tin tặc, cũng như tăng thêm tính linh hoạt cho trung tâm dữ liệu. Ông Amin Vahdat, Phó Chủ tịch phụ trách mảng kỹ thuật của Google, cho biết công ty hy vọng sẽ thúc đẩy một xu hướng công nghệ mới. Mục tiêu là giúp tất cả các nhà khai thác trung tâm dữ liệu linh hoạt hơn trong cách chia nhỏ các máy chủ vật lý thành các máy chủ ảo để phù hợp với bất kỳ loại tác vụ điện toán nào. Intel không phải là công ty duy nhất sản xuất chip cơ sở hạ tầng. Nvidia Corp và Marvell Technology Inc. cũng có các dịch vụ khá tương tự. Tuy nhiên, Intel và Google đang cùng nhau phát triển một bộ công cụ phần mềm miễn phí với hy vọng đưa chip của Intel trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp rộng rãi hơn, được sử dụng cả ở bên ngoài các trung tâm dữ liệu của Google. Những đóng góp tại Việt Nam. Là tập đoàn công nghệ vào Việt Nam khá sớm, 2006, Intel đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, giúp đưa tên tuổi Việt Nam lên bản đồ công nghệ thông tin và điện tử toàn cầu. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Intel cũng là một trong những doanh nghiệp tham dự cuộc họp kinh doanh ngày hôm nay 11 tháng 9 năm 2023. Nội dung cuộc họp này là nhằm tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chip. Đây được coi như là một phần trong chiến lược lớn của Washington nhằm giảm thiểu rủi ro. Intel của ngày nay là một tập đoàn toàn cầu quy mô cực lớn, có tổng doanh thu năm 2022 ước tính khoảng 79 tỷ đô la Mỹ, giá trị vốn hóa thị trường 159,19 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 67 trên thế giới, theo tính toán của Company Market Cap. Tập đoàn hiện đang tuyển dụng ước tính khoảng hơn 130.000 nhân sự tại 46 quốc gia trên thế giới. Intel hiện tại là tập đoàn sản xuất bộ vi xử lý cũng như các sản phẩm bán dẫn lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, sau 16 năm hoạt động, Intel đã đầu tư vào Việt Nam tổng số 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đợt rót vốn mới nhằm phục vụ cho chiến lược chuyển đổi số và nằm trong tổng mức 80 tỷ đô la Mỹ đầu tư của Intel trên toàn thế giới. Nhà máy Intel Product Việt Nam trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ ở miền Nam Việt Nam đang là nhà máy lớn nhất trong 4 nhà máy về mảng lắp ráp và kiểm định. Trong hơn 200 nhà cung cấp địa phương tại Việt Nam, có đến 50% là doanh nghiệp nội địa. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu xuất khẩu của Intel Product Việt Nam đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tăng 48% so với năm 2021. Tính đến hết năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu của Intel Product Việt Nam đạt 74,5 tỷ đô la Mỹ.
tăng trưởng doanh thu của Intel Products Việt Nam chủ yếu đến từ nhu cầu chip bán dẫn tăng mạnh trên toàn cầu. Tăng trưởng doanh thu của Intel Products Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Intel Products Việt Nam là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất trên thế giới. Sự phát triển của Intel Products Việt Nam đã góp phần tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người dân Việt Nam. Trên đây là video về quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Intel mà chúng tôi gửi đến khán giả. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn mang những kiến thức, góc nhìn thú vị về tập đoàn công nghệ lớn, được mệnh danh là ông hoàng công nghệ sản xuất chip hiện nay. Nếu các bạn biết thêm thông tin về tập đoàn Intel, hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi và độc giả xem kênh có thêm những nguồn kiến thức bổ ích, qua đó giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi.